Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm gà hấp sa tế ha. Nguyên liệu thì chúng ta lựa một con gà tầm ký 2 nha các bạn. Đừng có bự quá nó không ngon. Rồi gừng nè, hành tím nè, tỏi với sả nè các bạn. Tất cả mình đập dập hết ha. Đây là một muỗng sa tế, một muỗng nước mắm, một muỗng đường và một chút bột ngọt ha. Rồi giờ chúng ta ướp vô con gà. Mình ướp vô cho nó thấm đều ngoài da nha các bạn. Rồi chút xíu nữa nó khi thấm thì chúng ta mới lật nó lại. Chúng ta ướp trong bụng đó. Bỏ sả, bỏ gừng, bỏ hành rồi vô chung ha. Ướp tầm 30 phút thì chúng ta đem đi hấp. Ướp khoảng 15-20 phút thì chúng ta lật con gà lên nè. Chúng ta cho sả rồi vô. Bây giờ chúng ta bắt vô cái nồi. Chúng ta mới úp nó xuống rồi chúng ta sẽ đổ hết cái nước này lên ha. Rồi chúng ta đem đi hấp. Mình hấp tầm 20 phút là nó chín rồi các bạn. Gà này nó nhỏ các bạn. Sau khi hấp xong nè, con gà mình ăn rất là ngon các bạn. Thơm thơm, mùi sa tế nó hơi cay cay các bạn. Còn nước chấm này thì chúng ta muốn chấm cái gì thì chúng ta chấm ha. Nhưng mà cái con gà mình ướp rất vừa ăn rồi, khỏi cần chấm cũng được các bạn. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn đi. Rất đơn giản luôn, rất dễ làm nhưng mà lạ miệng, các bạn ăn rất là ngon luôn. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình, để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.